Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chốt ngày hôm nay, ngày 9 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Akira. Am giá bắt ra đi, MU vẫn quan tâm do Alves. Chelsea muốn chiêu mộ bộ đôi thủ thành tuyển Anh. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chốt ngày hôm nay, cùng kênh Akira thưa quý vị. MU xác định người thay thế Onana. Theo Marca, Man United đang khám phá các phương án để ký hợp đồng với thủ môn Alexei Miro đang có phong độ tốt của Real Sociedad trước mùa giải 2025 vì Andre Onana đang thể hiện phong độ kém. Gã khổng lồ Premier League sẽ tìm cách đàm phán điều khoản giải phóng được đặt ở mức 70 triệu euro. Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Messi nhỏ. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã đạt được thỏa thuận với thần đồng Estevao Willian của Palmeiras khi đối biến sắp có một hợp đồng mới vào mùa hè. Trong khi đó, Trelevo cho rằng The Blues sẽ phải trả ít nhất 30 triệu euro cộng với các biến số cho gã khổng lồ Brazil. Ngã ngũ vụ Mbappe. Theo El Equip, việc Mbappe ở lại PSG sẽ không xảy ra, dù tiền đạo 25 có chơi trận chung kết hay vô địch cúp C1 với PSG đi chăng nữa, điều đã không thể trở thành hiện thực lúc này. Thế nhưng El Equip cũng nói rằng Quỷ Đỏ khó có cơ hội cạnh tranh trước ký của Mbappe, trừ khi có một vụ nổ nào đó có thể khiến tất cả phải trầm trồ. AC Milan để mắt tới ngôi sao Premier League. Theo nhà báo Rudy Galetti, gã khổng lồ Serie A, AC Milan được cho là đang để mắt tới Andre Santos của Chelsea và Vinicius Junior của Sheffield United vào mùa hè này. Sau mùa giải 2024 đáng thất vọng khi để mất chiếc vô địch vào tay đối thủ Inter, Rosso Neri hiện đang tìm cách củng cố hàng tiền vệ của mình trước mùa giải mới. Zidane đưa Sancho về MU. Theo báo chí Tây Ban Nha, huấn luyện viên Zinedine Zidane rất mến mộ tài năng của Adon Sancho và muốn được hợp tác cùng anh. Mundo Deportivo khẳng định rằng Zidane đã từng yêu cầu chủ tịch Real Laurentino Perez chiêu mộ Sancho cùng Bellingham, nhưng bị từ chối. Đó là lý do mà Zidane chưa muốn quay lại làm việc tại Santiago Bernabeu. Football ESPN thì tin rằng nếu Zidane tiếp quản MU, thay thế vị trí của Erik ten Hag, cầu thủ đầu tiên chiến lược gia người Pháp đưa về sẽ là Sancho. Ajax nỗ lực bổ nhiệm Potter. Theo Daily Telegraph đưa tin, Ajax đang thực hiện những bước đi táo bạo trong việc theo đuổi huấn luyện viên Graham Potter nhằm mục đích đánh bại MU trong việc đảm bảo sự phục vụ của thuyền trưởng người Anh. Potter đã thất nghiệp trong hơn một năm kể từ khi rời Chelsea. Ông thu hút được sự chú ý từ nhiều câu lạc bộ Premier League và châu Âu. Ngoài ra, cựu huấn luyện viên Brighton còn nổi lên như một người kế nhiệm tiềm năng cho huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate. Theo đó, MU có thể sẽ đưa Potter vào danh sách ứng cử viên rút gọn để thay thế Erik ten Hag nếu họ quyết định chia tay chiến lược gia người Hà Lan. Trong khi đó, các câu lạc bộ châu Âu như AC Milan, Porto và Feyenoord cũng tỏ ra quan tâm đến năng lực quản lý của Potter. Chelsea bày tỏ sự quan tâm đến dốc kê của Barca. Theo nhà báo Rudy Galetti, Chelsea được cho là đã hỏi về ngôi sao Vitor Roque của Barca về một vụ chuyển nhượng có thể xảy ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil không có ý định rời gã khổng lồ xứ Catalan. Anh cũng được các câu lạc bộ Tottenham, Napoli và Nai theo đuổi. MU xác định Southgate là người thay thế ten Hag. Theo nhà báo Santiago, huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh là mục tiêu hàng đầu của Man United khi họ tìm người thay thế Erik ten Hag trước mùa giải 2025. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ được cho là đang bị thuyết phục để ký một thỏa thuận với huấn luyện viên người Anh trong vài tuần tới. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Nunes tiến gần hơn đến việc gia nhập Barca. Theo báo cáo của Mundo Deportivo, Darwin Nunes hiện đang tiến gần hơn đến việc chuyển đến Barca. Cầu thủ 24 tuổi này đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích trong mùa giải này, dù đã ghi 18 bàn và có 13 đường kiến tạo trên mọi đấu trường cho Liverpool. MU chốt kế hoạch mua hai tân binh. Theo David Ornstein, MU sẽ mua trung vệ và tiền đạo, đó là hai vị trí quan trọng và cần phải hướng sự quan tâm đến đầu tiên trong phiên chợ hè 2024 này. Chelsea muốn chiêu mộ bộ đôi thủ thành tuyển Anh. Chelsea đánh giá thủ thành Jordi Petrovic sẽ không phải là lựa chọn lâu dài trong khung gỗ. Theo Football Insider, Chelsea đang quan tâm đến hai thủ môn tuyển thủ Anh là Aaron Ramsdale và Jordan Pickford. Mục tiêu số 1 đối với Chelsea là Aaron Ramsdale, người đang có tương lai ảm đạm tại Arsenal. Anh phải ngồi dự bị cho David Raya và người ta tin thủ thành 25 tuổi này sẽ sớm tìm một đội bóng mới. Lần cuối cùng Ramsdale ra sân cho Arsenal là trong trận đấu với Brentford vào ngày 9 tháng 3. Trong khi đó, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang theo dõi sát tình hình của Pickford. Everton đã bị trừ 8 điểm vì vi phạm các quy tắc lợi nhuận và bền vững ở mùa giải này. Tuy đã chính thức trụ hạng nhưng rõ ràng, ban lãnh đạo Everton vẫn sẽ cân nhắc câu chuyện chia tay một vài trụ cột để tránh gặp rắc rối về tài chính. Chelsea vào thời điểm này đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League. Mùa giải này được xem là bỏ đi với người hâm mộ The Blues và rõ ràng họ cần đầu tư khôn ngoan hơn để tránh lặp lại thất bại. MU mua sao trẻ. Theo Sky Sports Đức, Man United là một trong những câu lạc bộ đang theo dõi sát sao cầu thủ trẻ Asan Arogo của Schalke 04
đại diện xứ sương mù hài lòng và muốn anh tiếp tục trưởng thành ở lò của MU. Trước tiên, MU bất ngờ muốn có thần đồng Barca. Theo AS, MU đang tính chuyện ký hợp đồng với thần đồng Vitor Roque của Barca trong mùa hè này. Roque đến với Barca từ Atletico Paranaense vào đầu năm, tuy nhiên anh không được ra sân thường xuyên. Cho đến nay, cầu thủ 19 tuổi chỉ mới chơi 310 phút trên mọi đấu trường. Anh không được vào sân thay người trong 3 trận La Liga gần đây nhất. AS hiện đưa tin tình hình của tiền đạo này khá khó khăn và dự kiến người đại diện của anh sẽ sớm gặp ban lãnh đạo Barca. Được biết, đội chủ sân Nukem sẵn sàng cho Roque mượn trong mùa giải tới, nhưng người đại diện của anh muốn Roque được ra sân thường xuyên hoặc bị bán đất. Trong bối cảnh đó, MU sẵn sàng nhảy vào thương vụ. Ban lãnh đạo mới muốn Roque đồng hành cùng Rasmus Højlund trên hàng công mùa giải tới. Roque được Barca ký hợp đồng với mức phí cố định 30 triệu euro cộng thêm 31 triệu euro phụ phí. Tuy nhiên, họ vẫn chưa trả một đồng nào cho Paranaense trong vụ chuyển nhượng này. Thế nên, La Liga khó có thể cho phép Barca đăng ký Roque ở mùa giải tới. Đó là lý do chính tại sao Barca sẵn sàng cho mượn anh đến một câu lạc bộ khác để tích lũy kinh nghiệm. MU để Amrabat ra đi. Shop 2 An Amrabat đã chia sẻ qua Instagram cá nhân về việc chia tay đội chủ sân Old Trafford. Thật buồn vì tôi đã không thành công, nhưng giấc mơ được khoác lên mình chiếc áo đỏ đã trở thành hiện thực. MU vẫn quan tâm lo Alves. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Quỷ Đỏ đã và đang nhắm đến tiền vệ Raul Neves của Benfica để gia cố tuyến giữa mùa tới, ngôi sao mà MU đã theo dõi từ kỳ chuyển nhượng hè 2023 đến nay. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.